Ác là việc phi nghĩa, trái đạo trái lương tâm. Dùng thủ đoạn độc ác, cho đó là tài năng, nhẫn tâm và tàn bạo, mưu toan hại người hiền. Thầm khinh khi cha mẹ, bất kính với thầy cô, bất trung với chức phận, gạt gẫm người ngây ngô, chê bai bạn đồng học. Xảo trá và hư ngụy, công kích cả họ hàng, can cường vô nhân đạo, hiểm ác đến bạo tàn, bất chấp lẽ đúng sai, hành xử không thích đáng. Ngược đãi và cướp công của những kẻ dưới quyền, nịnh hót người bề trên, đón ý để trục lợi. Thọ ân không biết cảm, gặp oán mãi ôm lòng. Không vì nước vì dân mà sanh tâm khinh miệt, dựng chuyện làm nhiễu loạn nền chính trị nước nhà. Khen thưởng kẻ phi nghĩa, trừng phạt người vô can, giết người hòng đoạt của, sát hại kẻ đầu hàng, mưu hại người mất chức, chiếm đoạt địa vị người.